Tử Vi Việt Nam xin kính chào các bạn. Hôm nay Tử Vi Việt Nam xin luận giải lá số của mã số 1032 của một nữ sinh ngày 19 tháng 8 năm 84, tức ngày 23 tháng 7 năm Giáp Tý. Giờ sinh là giờ Tý. Bản mệnh là Hải Trung Kim, cục là Kim Tứ Cục, mệnh chủ Tham Lang, thân chủ Linh Tinh và cục hòa bản mệnh, thân cư mệnh tại cung thân. Đầu tiên chúng ta phân tích các tính năng của cung mệnh của đương số. Thì các bạn như đã hướng dẫn các bạn trước đây, thì cái cung mệnh của đương số bao giờ cũng nói lên cái khả năng mà trời phú cho đương số đấy. Tính tình, hình dáng, rồi thọ yểu, thăng trầm và những bệnh tật hay họa hại trong đời có thể bị mắc của cái lá số. Nếu muốn biết rõ hơn về các khía cạnh đấy thì chúng ta sẽ phân tích các cung tiếp theo nữa để chúng ta xác định đây là một người có vận mệnh như thế nào. Sau khi mà phân tích thì lá số này là sinh ra ở cung ở giờ Tý và cung mệnh có sao phá quân nằm tại cung thân, và sao phá quân nằm cung thân thì phá quân sẽ là hãm địa. Nhưng rất may cho đương số là sao triệt đóng ngay tại cung thân, nó làm cho phá quân hãm địa nó thành vượng đắc và cũng khiến cho đương số có cung mệnh tương đối tốt. Là một cung mệnh có sao phá quân thì nữ mà có mệnh có sao phá quân thì là một người hơi bị vất vả về đường chồng con, vì sao phá quân này được mệnh danh là sao phá hoại hôn nhân. Nữ mà có phá quân thì rất vất vả trong cái chuyện tình duyên, nhưng nó thuận lợi trong những cái ngành mà thanh tra, giám sát đấy, liên quan đến uy nghiệp hoặc là tài chính. Thì đây là một lá số đương số làm ở Bộ Tài chính và rất phù hợp nếu như đương số sau này làm ngành thanh tra tài chính đấy, kiểm tra, kiểm soát thì sẽ rất phù hợp. Vì bạn rất là xuất sắc ở chỗ phá quân gặp triệt thì là vượng đắc, là nói lên là bạn là người tương đối thông minh, giỏi giang, mạnh dạn. Một cái sao đó là sao tam thai nằm tại mệnh cũng khiến cho bạn có những cái nhàn hạ được may mắn đấy, được do cái cung những cái cung khác nó mang lại cho bạn. Ví dụ như là bạn có một cái cung phụ mẫu rồi cung phúc đức tốt đỡ cho bạn rất nhiều việc. Sao thiên tài tại mệnh, sao thiên tài là bạn nói rằng là bạn có một người có khả năng xuất chúng nằm tại cung mệnh của bạn, cũng là cho bạn khiến cho bạn rất là rực rỡ và thông minh. Sao thiên thọ tại mệnh cũng nói là bạn là một người sau này sống rất thọ. Sao thiên thọ tại mệnh cũng là một cái sao mà làm cho bạn này một điềm đạm hòa nhã, nhân hậu từ thiện, và nó gia tăng tuổi thọ cho bạn đấy tại cung mệnh của sao thiên thọ. Thiên thọ rồi thiên tài rơi vào cung nào thì cái cung đấy nó tốt, và ở đây là sao thiên tài thì nó rơi ngay cung mệnh của bạn ấy. Nên là bạn rất giỏi. Mặc dù sinh năm 84, năm nay 33 tuổi, nhưng mà bạn này cũng là một người tương đối ổn, thành công trong công việc. Về tiếp theo là có sao phi liêm tại mệnh. Cái sao phi liêm chính là cái sao mà nhanh nhẹn và lợi ích cho việc thi cử, cầu danh. Nó đem lại sự may mắn, đáng mừng một cách nhanh chóng về chức vị và vị thế. Thì cái sao này nó khiến cho bạn sau này cũng thế, rất tốt, rất ổn. Đấy, nằm trong cái việc quan lộc chức sắc. Và sao phi liêm cũng chính là dao kéo, nó nằm từ cung mệnh. Thì bạn khi mà sinh con thì dễ là sinh ngổ. Đấy, dễ sinh ngổ và dễ trong người có một cái mộc, sao phi liêm nằm tại đấy. Tiếp theo nữa là sao bạch hổ tại mệnh. Sao bạch hổ chính nằm trong tứ linh là long trì, phượng các, hoa cái. Bạch hổ nằm tại mệnh, thế thì cái sao bạch hổ mà nằm tại mệnh là cái sao mà làm cho bạn dễ bị bệnh xương, khô xương, dễ khô xương. Và cái sao này nếu như mà một người không có tín ngưỡng ấy, thì rất khó phát triển. Nhưng một người mà có tín ngưỡng hay đến các cửa thánh, mà khổ là tứ linh nha, là của cửa thánh, là con nhà thánh ấy, mà thờ phụng rồi đầu, nếu mà không ra hầu đồng được ấy, thì đầu năm bạn trình, cuối năm bạn tạ Phật thánh, thì
bạn sẽ rất lớn lộc và công việc của bạn thành công. Sao Bạch Hổ là cái sao một trong tứ linh rất là linh thiêng, và bạn có long trì, hoa cái nó đóng tại cung tài bạch cũng chiếu vào cung mệnh nữa. Đấy là những cái sao linh, một trong tứ linh chiếu vào cung mệnh của bạn. Và cái duy nhất là thiếu sao phương cát nằm cung phúc đức thôi. Trong tứ linh thì có tam linh, mà có ba tứ linh Bạch Hổ, long trì, hoa cái chiếu vào cung mệnh của bạn. Theo các thầy đồng ấy, bạn là một người có căn tương đối nặng đấy bạn nhá. Sao Bạch Hổ là linh nhất trong tứ linh, là căn lớn nhất. Tiếp theo là phân tích cho bạn chữ tuyệt nằm ở cung mệnh. Những người mà có sao tuyệt nằm cung mệnh là những người tương đối kín đáo, tương đối kín đáo. Và cái sao tuyệt nó cũng làm đến hạn, và cái sao tuyệt nó cũng làm cho bạn hao tán tài sản nằm ở cung mệnh. Cái sao này thì cũng mang lại cho bạn những cái khôn ngoan, những cái thứ đa mưu túc trí, và bạn luôn luôn giữ được cái rất giỏi ở chỗ là bạn ý nghĩ gì mọi người không biết. Cái sao tuyệt nằm tại mệnh hình thế này là người kín đáo, nó rất phù hợp cho những người làm việc có chức sắc lớn, luôn luôn giữ được sự kín đáo. Chương tiếp theo là phân tích cho bạn cung phú mẫu. Cung phú mẫu của bạn thì vô chính diệu, nhưng mà gặp cái chòm thái dương thiên lương từ cung tật ách chiếu về cung phú mẫu, nên là bạn là một người có sự ảnh hưởng lớn của người cha. Đấy. Và trong lá số này thì cha của bạn tương đối tốt, thái dương thiên lương tương đối tử tế, rồi có quan phủ thiên đình đóng ở đây, rồi hồng loan, rồi có tướng quân quốc ấn tả hữu hóa lộc chiếu vào cung bố của bạn, cung phụ mẫu, nên là bố bạn là một người tương đối ổn, là một người cũng có chức sắc và rất là giỏi, rất thông minh. Nhưng bạn với bố bạn thì không được hợp nhau lắm, bởi vì hóa kỵ đóng ở đây thì hay bị xung khắc, hay xung khắc một chút về lời nói, rồi nhưng về cơ bản là quan hệ với nhau rất tốt. Cung phụ mẫu lại có sao cung mẹ ấy. Mẹ của bạn, mẹ là thái âm. Đấy. Mẹ của bạn thái âm miếu địa này, gặp sao tuần. Đấy. Nằm cung điền trạch của bạn thì cung mẹ cũng rất sáng, bạn là nhật nguyệt rất sáng chiếu vào. Nhưng cung điền trạch cung mẹ thì gặp sao tuần đóng. Đấy. Cung mẹ gặp sao tuần đóng này. Nằm cung điền trạch ấy, thái âm. Đó. Gặp địa không địa kiếp, vong thần nữa, nên sau này mẹ không thọ bằng cha. Và bạn sẽ được bố mẹ đỡ rất là nhiều, bởi vì cung mệnh của bạn đứng trên cung phụ mẫu. Đấy. Nên là người bố mẹ của bạn cũng là những người đàm luận rất là giỏi, ăn nói hay, văn võ tốt. Đấy. Bố là người lịch lãm, rồi cha mẹ là người có gu về ăn mặc, có năng khiếu về trình diễn. Rồi hai cái chữ thiên phúc đức và thiên đức đóng ở đây nữa, là bố mẹ là những người rất tử tế. Rồi có chữ đào hoa mà đóng cung phụ mẫu thì cũng trong cuộc cha mẹ thường là người, bố mẹ bạn cũng là người đào hoa. Đấy, là người được nhiều người yêu thích. Và nếu mà bố mà ngày xưa mà chức sắc lớn, đẹp trai hay đi ra ngoài thì dễ có các cô khác theo. Mẹ thì hay ghen vì việc đấy. Sao thiên hỷ đóng vào đấy cũng là một cái sao tốt, lợi cho việc sinh con rồi cưới xin của bố mẹ bạn. Rồi sao thiên phúc, đấy, sao thiên phúc cũng là sao phúc trời, là được có đức độ, là người có lòng tín ngưỡng tôn giáo, rồi nhân từ, từ thiện và hay cứu rỗi, phò nguy, giúp đỡ những người khác, cũng là cái sao tốt nằm cùng phụ mẫu của bạn. Đấy, rồi sao âm đức, sao âm đức là cái sao âm phần ấy, nói lên cái sự hỗ trợ của các cụ gia tiên để giúp đỡ cho bố mẹ. Đấy. Thế thì đấy là những cái sao tương đối ổn nằm cung phụ mẫu chiếu cho cung bạn để giúp đỡ cho bạn. Về cung phúc đức, cung phúc đức này là cung quan trọng nhất của bạn đây. Bạn được sinh ra ở một cái cung phúc đức của Liêm Trinh Thiên Phủ. Sao Liêm Trinh miếu địa, Thiên Phủ vượng địa. Rất tiếc nó gặp sao tuần đóng, thì nó làm cho bạn sinh ra trong một dòng họ cũng tương đối là có uy quyền. Bởi vì sao tả hữu lại tả phù nằm cung phúc đức này, phượng cát văn xương hóa lộc là những sao lớn nằm cung phúc đức nhé. Rồi sao
Hữu Bật, Long Trì, Văn Khúc cũng nằm cung Tây Bạch, chiếu một cung Phụ Đức của bạn. Rồi Hóa Khoa, Thiên Mã, Phong Cáo, Lộc Tồn cũng chiếu một cung Phụ Đức của bạn. Đấy, thì bạn được sinh ra trong một dòng họ tương đối tốt, mạnh, giàu có, nhưng bạn thì không được sự trợ giúp đấy nhiều. Tiếp nữa, sao Quả Tú mà đóng cung Phụ Đức của bạn này, đấy, sao Quả Tú nằm này thì khiến cho nữ thì dễ chia tay chồng, dễ cô quả, nam thì dễ mất sớm. Đấy, như sao đấy thì có điều kiện thì kiểm tra sâu hơn thì một gia đình bạn đến với tử vi Việt Nam để mời gia tiên lên giao tiếp, thì các bạn sẽ phát hiện được trong họ là bạn chắc chắn có phần âm hơi trục trặc một chút, nó khiến cho nhiều người tiêu cực. Công danh thì chắc trở, tài lộc thì hay bị tai nạn, rồi nữ thì hay trục trặc về mặt tình duyên, sẽ giải mã và hóa giải cho bạn sau. Về cung điền trạch của bạn thì sao Thái Âm nằm ở đây là một cái sao tương đối tốt. Vì sao Thái Âm cũng là cái sao cũng phù hợp với cung điền trạch, là cái sao giúp của giữ tiền tốt. Điền trạch của Thái Âm có Hóa Khoa nhị hợp sang nữa, thì lúc bạn là nữ nên là sau này ấy, là điền trạch điền sản với bạn đến bạn hơi chậm một chút, nhưng bạn sẽ nhiều điền sản giàu có. Và nếu mà gia đình của bạn mà không biết cách hóa giải về mặt tâm linh thì hai cái sao địa không địa kiếp này, vong thần này, nó đóng cái cung điền trạch của bạn, chính là phần âm ở trong cái đất của bạn rất là nặng, sẽ phá của bạn. Và nhìn trên ảnh của bạn nhé, và đã phát hiện ra bạn là có âm theo từ đất. Nhìn trong lá số tử vi thì càng chứng minh việc đấy, nên mong bạn sớm đến tử vi Việt Nam để kiểm tra xem các vòng linh như thế nào và chiếu pháp cho họ thì bạn rất ổn, xấu nhất cung điền trạch. Thế thì có toàn những sao xấu mà nó chiếu vào cung điền của bạn. Hỏa tinh nằm cung thiên di chiếu vào cung điền trạch. Sao thiên hình nằm cung tứ đách chiếu tam hợp vào cung điền trạch của bạn. Thấy chưa? Đại hao nằm cung tứ tức cũng chiếu vào cung điền trạch của bạn. Và tại cung điền trạch thì hai cái sao địa không địa kiếp là kinh khủng, vong thần đóng ở đây nữa, là những cái sao mà về mặt tâm linh là rất là nặng, đất dễ có cốt có vong nằm trong đất của bạn, rất xấu. Bạn nên hóa giải cung điền trạch đi thì bạn sẽ rất ổn. Tiếp theo là cung quan lộc của bạn, đây cũng là việc bạn quan tâm. Mặc dù thân cư mệnh nhưng người phụ nữ bây giờ ấy, thế bây giờ hay quan tâm đến cung quan lộc. Thì cung quan lộc của bạn có sao tham lang hãm địa, thì cái sao hãm thì nó sẽ làm cho bạn chậm chức sắc. Đấy là việc đầu tiên. Cùng tuổi với bạn có nhiều người, người ta vượng nhanh hơn bạn nhiều vì người ta có những cái sao cung quan lộc có sáng, nhưng bạn thì tham lang hãm địa nên nó sẽ chậm. Bạn luôn luôn là trâu chậm uống nước đục, luôn luôn chậm hơn người khác bởi vì sao tham lang hãm địa nằm ở đây. Và cái sao Thanh Long nó nằm ở cung quan lộc thì cũng sẽ nói rằng cho bạn một điều là sau này về bạn cũng là cũng là người thành công trong công việc thôi, nhưng cái chức sắc của bạn, địa vị của bạn không được lớn. Rồi sao Thái Tuế nó nằm trong vòng tam hợp mệnh của bạn, cũng làm cho giúp cho bạn những đại vận nó rơi vào 4 tuổi này, rồi đại vận từ 44 trở ra này, đấy thì nó sẽ tốt. 44 đến 53 là bạn tốt, rồi 4 tuổi đến 13 là bạn tốt. Thế thì nó đóng không hợp lắm, vì 44 trở ra thì với phụ nữ thì hơi chậm một chút, đóng vào cùng vòng Thái Tuế đấy hơi chậm, nhưng nó khiến cho bạn là luôn luôn chậm trễ trong quan lộc chút sau. Rồi cung nô bộc của bạn, cung nô bộc của bạn có sao Thiên Đồng tự môn hãm, bạn có sao nô bộc vô cùng xấu. Cái sao Thiên Đồng và cự môn hãm này là hai cái sao mà luôn luôn không vừa ý về bạn, nên là luôn luôn bạn không vừa ý với bất cứ người nào chơi bạn cả, ai cũng thấy xấu với bạn. Và cung nô bộc cũng phải thể hiện với cung chồng, là chồng cũng sẽ không giống như bạn. Cung nô bộc ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, nên là cũng là người khó được có chức sắc khi mà cung nô bộc không tốt. Người ta bảo thần thiêng nhờ bộ hạ mà bạn bộ hạ nó không tốt như nào, nó xấu. Việc này nó cũng do nhiều việc kiếp trước nên là khiến cho bạn ở kiếp này nó hay nhận được những người bạn không tốt đối với bạn, đông bạn nhưng không ai giúp đỡ được bạn điều gì hết.
khó khăn bạn luôn luôn là người giải quyết một mình. Đấy là cái quy rất sống của bạn. Cung thiên di của bạn, đấy một lần nữa lại thấy này, cung thiên di của bạn rất tốt, vũ tướng vũ quốc này, thiên tướng là cung thiên di sáng, nên bạn có số đi xa về gần, xuất ngoại đi học đấy. Khóa khoa mà nằm cung thiên di là dễ được đi nước ngoài học. Phong cáo này, thiên mã là nằm cung thiên di, bạn có số dịch chuyển thường xuyên tốt. Có lộc tồn mà chiếu vào cung mệnh từ cung thiên di cũng là một cái sao tốt. Thế thì bạn ấy là hóa khoa chiếu mệnh này, hóa quyền tại mệnh, thế là bạn sẽ đạt được hai thứ, một là kiến thức, hai nữa là quyền lực. Thì bạn sẽ đạt hai cái đấy. Còn hóa lộc của bạn nó nằm cung phúc đức, nên bạn là người không phù hợp với việc làm ăn ngoài, không nên kinh doanh ngoài, nên tập trung vào cái việc công chức của bạn, chức sắc của bạn, hưởng bổng lộc từ đấy nó tốt với bạn. Là cung thiên di có cô thần tang môn hỏa tinh âm sát đóng, lại một lần nữa chứng minh bạn là người có vong theo. Đấy. Thì khi mà bị vong theo ấy, thì bao giờ cũng sẽ bị mỏi vai. Hai nữa là khi mơ ấy, ngủ hay mơ với người khác. Ba ấy, luôn luôn có cảm giác với người khác đang đi theo mình. Bốn nữa là bị chiều rất là mệt, cảm giác rất là mệt, hai vai nặng trĩu và người không làm gì cũng mệt mỏi ra không phải là mình nữa, thì đấy là bị vong theo. Và khi các nhà tâm linh nhìn thì sẽ nhìn thấy vong, nhưng người thường thì sẽ không nhìn thấy. Và may ra thì bạn cảm nhận được bằng cách là bạn đang luôn luôn cảm nhận có một ai đến theo mình. Nếu có chưa được bạn thấy như thế thì bạn phải liên hệ và đến với Việt Nam để thầy mời các vong linh lên sửa pháp cho họ với bạn thì tốt hơn. Cung thiên di của bạn tương đối tốt và bạn là người có số đi xa về gần, và trong tương lai thì bạn là một người thành công về mặt xã hội, bạn sinh ra cũng rất hợp thời, rất tốt. Nhưng mà cô thần chiếu mệnh, cô quả mà cái sao đấy cũng khiến cho bạn tình duyên lận đận, khó ở với chồng. Tiếp nữa là cung tần ách của bạn. Tần ách có sao thái dương thiên lương, hai sao này là hai sao tương đối tốt nằm cung tần ách. Sao thái dương nó chủ về bệnh mắt, thái dương là cái mắt nhá, chủ về bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch. Sao thái dương rồi lại gặp hóa kỵ thì chủ về huyết áp cao và tim mạch, bạn nhớ chưa, hai cái bệnh là bạn cần quan tâm nhất. Rồi sao thái dương thiên lương cũng là sao chủ về cái bệnh rối loạn nội tiết, quan tâm đến việc đấy, rối loạn nội tiết. Rồi hồng loan đóng cung tận ách nữa cũng khiến cho bạn khó sinh, khó mang bầu, về sau này là khó mang bầu, khó sinh con, càng về già càng khó. Sao hồng loan nó cũng tận ách thì nó yếu tim thì yếu và có bệnh có bộ hạ. Và ngày xưa người bạn lại thêm địa không địa kiếp vào, nó chiếu vào cung tận ách của bạn ấy, thì người ta gọi là rất dễ mắc bệnh về bộ hạ nhá. Yếu, bạn nhớ này, yếu tim này, huyết áp này, dễ mắc bệnh của bạn, khó sinh con tiếp theo, nên bạn cố gắng sinh sớm thì tốt. Và sao thiên hình nằm cung tận ách, kiểu gì cũng cộng với phi liêm tại bạn, kiểu gì bạn cũng phải mổ xẻ. Nếu mà sinh con mổ rồi thì bạn cũng đã chịu được một cái mổ rồi, thì nó sẽ bớt các bệnh về sau hơn. Và tiếp theo là cung tài bạch của bạn. Cung tài bạch có sao thất sát hãm địa, thì Tử Vi Việt Nam đã dành riêng 3 bài để hướng dẫn các bạn xem cho bạn cái cung tài bạch. Cung tài bạch và bạn ấy thì vì thất sát nằm ở cung thìn, thì nếu rất may cho bạn là các cung khác tốt, còn nếu mà cung mệnh mà xấu nữa thì suốt đời thiếu thốn. Sao thất sát không phải là cái sao mạnh để kiếm tiền, mà nó nằm tại thìn thì nó xấu, rất xấu, nó là hãm địa, nên bạn là một người kiếm tiền không được nhiều. Mơ mộng kiếm được nhiều tiền nhá, nên là cứ vui với công chức của mình thì bạn cũng sẽ rất ổn. Nếu mà bạn kinh doanh ngoài thì bạn rất nguy hiểm với cung tài bạch của bạn rất sát. Tiếp nữa là cái sao phục binh ấy, là cái sao rình rập, lúc nào cũng dễ bị mất cắp, ăn trộm ăn cắp, hay bị cướp bóc, hoặc là hay bị mất, hay bị lỡ tay trên, nằm ngay cung tài bạch của bạn, cũng khiến cho bạn đừng có thể hiện là mình có tiền, nó đừng có thò tiền ra để kinh doanh mất ạ. Rất dễ bị người khác sang đoạt, ăn quỵt, ăn chặn, vì rồi có thể nhiều người kinh doanh của họ thành tòng phạm một cái việc vụ án nào đấy,
tốt nhất là không nên kinh doanh, không nên bán gì hết. Này thưa người con thì bạn nằm ở đây là sao thiên cơ, rồi lại sao âm tính này, nằm cung âm nên là bạn dễ với con gái hơn là con trai, và số con sắp sinh nhiều thì số con gái nhiều cho con trai, và đại hao nằm ở cung con nữa thì bạn cũng phải xảy ra mất hai người con, nên hết sức cẩn thận đấy, cố gắng giữ gìn. Và thiên cơ cũng là sao mà chủ về trí tuệ của cung con, thì bạn sẽ sinh ra những người con mà có trí tuệ tương đối tốt, nhưng bạn phải nhớ là bạn phải mất hai người, còn nếu như chưa mất hai người con nào thì nó vẫn chủ về cái đứa con của bạn, thì nó sẽ làm cho hai cái sao địa không liên kiếp nằm ở cung liền chặn như chiếu lên, nó sẽ làm cho cung con của bạn tương đối vất vả. Nếu mà xảy ra mất rồi thì những đứa còn lại trên trần gian mới ổn, nếu chưa thì con của bạn sẽ vấn đề không tốt. Và cái sao thiên cơ này là cái sao trí tuệ, là con cái sau này cũng là giàu có, sự quan tâm giúp đỡ đến bố mẹ nhiều. Hóa quyền nằm cùng bên cung mệnh cũng chiếu vào cung con, nên là con của bạn sau này là một người cũng tương đối có chức sắc. Đấy. Cung con có tương đối có chức sắc và hiếu thuận với cha mẹ và rất lương thiện. Và tiếp theo là cung chồng của bạn. Cung chồng này bạn thấy sao tử vi ấy. Khi sao tử vi mà đứng một mình được gọi là một ông vua cô đơn. Sao tử vi nó phải đi kèm với tả phù hữu bật thì mới tốt. Đấy, tử vi của bạn lại không tả hữu, có một sao tả chiếu lên này thôi. Và cái sao tử vi nằm tại cung ngọ cũng là một cái sao kinh kiệu. Đấy, sao tử vi là sao kinh kiệu. Đấy, nó nằm tại cung ngọ nó lại càng làm cho nó rực rỡ. Nên là bạn mà tử vi đóng ở đấy thì bạn dễ bị chồng đoạt mất quyền, cũng như là hay bị đàn áp, hay bị đoạt quyền. Đấy. Và nó làm ở đấy cũng khiến cho bạn, nó làm một cách đơn thủ ở đấy, nó cũng làm cho bạn có cuộc sống vợ chồng phức tạp và không ở được với nhau. À, cung huynh đệ của bạn thì tương đối tốt, nhưng mà cũng không giúp đỡ nhau nhiều đâu. Ai biết phận đấy thôi. Đấy, bởi vì thiên đồng cự môn hãm chiếu lên thì cũng khiến cho cung huynh đệ của bạn không giúp đỡ được nhau nhiều. Bọn nó cũng chả nhị hợp, chả tam hợp với cung mệnh, nên là anh chị em trong nhà cũng chỉ thế với nhau thôi. Bạn cũng không nhờ cậy được nhiều, số bạn chỉ nhờ được phụ mẫu rồi phúc đức. À, đấy là tổng hợp 12 cung của bạn. Và bạn có một cái cung thân là cư mệnh nữa. Những người thân cư mệnh là những người gì thì bạn xem lại cái bài của Tử Vi Việt Nam hướng dẫn về cung thân. Thân cư mệnh thì tính năng như thế nào và như thế nào thì bạn xem thêm cái bài đấy để bạn hiểu thêm những người thân cư mệnh ra sao. Nhưng có thể nói cho bạn hiểu là thân cư mệnh là những người tương đối bảo thủ, khó cải được mệnh của mình. Đấy, khó cải được mệnh của mình. Và cũng rất mong là thầy Tử Vi Việt Nam lần này nói đúng cho bạn để bạn bắt đầu hiểu và biết đến cái hướng để cải mệnh cho mình. Dù mệnh phá quân này là phải cải mệnh để cho tình duyên của bạn nó tốt hơn. Đấy, bạn sẽ đạt được những thứ chức sắc tốt, công việc tốt, nhưng mà cái tình duyên của bạn nó sẽ tương đối lận đận. Phá quân lại gặp hóa quyền tại mệnh nữa, thì là một người lại thiên tài tại mệnh nữa thì thôi rồi, ai ở với bạn là hớt khó, bởi vì cái yêu cầu của bạn là cao. Đấy, và bạn luôn luôn áp đặt người khác, nên là tính tình của bạn rất là mạnh mẽ và hay áp đặt. Đấy là lý do tại sao mà người khác cũng giỏi, người hai người cũng giỏi mà ở cùng giỏi ở với nhau rất khó. Và bạn nên tìm một người chồng mà đương nhiên là giỏi rồi, nhưng mà phải có một cái tính tình ấy là không chấp trước, nhường nhịn bạn thì bạn sẽ ở được với người đấy. Còn cái anh Tử Vi kia thì cũng ghê gớm, bạn là mệnh phá quân nữa, hai ông vua không ở được với nhau là đúng rồi. Và bạn hôm năm nay là bạn 33 tuổi, 33 tuổi là cung đại vận của bạn, nó là cung ngọ. Này đại vận 33 trở ra nằm cung ngọ, và tiểu vận cũng nằm ở cung ngọ luôn, là năm có sao tử vi này. Đấy, rơi vào cung phu thê. Đấy, thì năm rơi cung phu thê thì bạn dễ toan tính lấy thêm chồng nữa. Đó, hoặc là có việc gì liên quan đến chồng. Đấy là việc thứ nhất. Rồi thứ hai, năm có tử vi rồi lại có tướng quân quốc ấn hóa lộc chiếu vào cung đấy, thì năm nay là năm mà tháng bạn dễ thành công trong công việc. Và những cái chìa khóa thành công nhất trong năm nay là tháng
10 và 11 âm lịch các bạn là tốt. Đấy, còn tháng 9 âm là bạn cẩn thận sao kéo mất cắp, sao kéo vào người này, cẩn thận mất cắp mất trộm nha. Tháng 10 thì chi tiêu tốn kém và lo lắng cho con việc gì đấy, cẩn thận con ốm. Tháng 11 là tháng có sao tử vi này, là dễ hoạch phát trong công việc. Đấy, dễ thành công trong công việc, rồi có thể tìm được một người nào đấy ưng ý với mình vì cái sao này nó rơi vào cung chồng. Rồi tháng 12 là tháng có hỷ thần, gặp sao thai là một tháng vui vẻ. Đấy, được nhiều người giúp đỡ, vui vẻ và tương đối tốt. Năm nay là một năm tốt của bạn, nhưng là năm sẽ xấu một việc là bạn tăng cân vì năm có sao bệnh phù. Công việc của bạn dễ thay đổi về tháng 11 âm lịch. Đấy, dễ thay đổi vào tháng 11 âm lịch là có chiều hướng tốt lên. Và sau năm đại vận bắt đầu 34 tuổi trở ra ấy, thì bạn lại tiếp tục có con. Bạn lại tiếp tục có con nha. Và lo lắng cho con cái tiếp. Và đại vận từ 34 trở ra thì cũng tương đối ổn, bởi vì lúc này sao triệt nó cũng mất đi rồi, những cái nghiệp kiếp trước của bạn cũng đã hoàn trả được, thì bạn cũng tương đối tốt. Nhưng đề phòng đại hao, song hao, nó sẽ làm cho bạn rất tốn kém tiền bạc, hoặc là chi tiêu nhiều khoản lớn, không giữ được nhiều tiền. Và bạn nhớ là năm 35, 35, 37 là những cái năm bạn hạ họa từ cung đất khiến cho bạn. Năm đấy bạn dễ tậu đất cát, và đất bạn mua âm xấu nên người ta phá bạn. Nhớ chưa? Thì khi đi mua đất, nhớ phải hỏi các thầy xem đất có cốt không, có vong không, hãy mua. Nếu mà có hai vấn đề đấy thì tốt nhất là đừng có đụng vào, hoặc là phải cúng hóa giải họ đi, vì cung điền của bạn xấu lắm. Đấy, có hai cái năm hạn đấy về đất cát thì bạn cẩn thận. Và trong công việc thì năm 36 tuổi lại một lần thay đổi nữa các bạn, năm 36. Đấy. Rồi từ năm 44 trở ra thì bạn có cung sao thất sát hãm này, này. Đấy. Thì những cái năm đấy bạn cẩn thận giao kéo và cẩn thận mất tiền tài, tiền của. Đấy. Và rất may cho bạn là cái chòm liêm trinh thiên phủ nằm cung Phúc Đức, nó chiếu cung tài bạc, nó cũng làm cho cung tài bạc các bạn bớt xấu. Nhưng bạn phải biết cách này, quan tâm đến gia tiên nhà mình. Âm phần thì bạn mới có tiền, bởi vì thiên phủ nó nằm cung Phúc Đức. Đấy. Quan tâm đến gia tiên thì có tiền, mà không quan tâm là không có. Đấy. Nó chiếu này. Năm 54 tuổi ra trở ra thì Thái Dương Thiên Lương cũng là tốt. Nên là bạn nhớ là bạn 44 đến 53 là bạn hơi chậm tiền. Hơi chậm. Và cẩn thận là cái năm đấy là có sao quả tú chiếu, cô thần quả tú chiếu này cũng dễ là một mình lắm đấy nhá. Hết sức cẩn thận. Đấy, 64 trở ra thì Vũ Cúc Thiên Tướng rực rỡ, lại có hoa lộc, lại có lộc tồn, cũng giờ cũng thiên di của bạn này tương đối tốt. Đấy. Và bạn cẩn thận là số bị bỏng, số bị người khác làm cho mình bị bỏng ấy, ngoài đường phải cẩn thận hết sức. Đấy, cái họa đấy nó dễ diễn ra cho bạn vào năm 64 tuổi. Đấy là những cái luận đoán của Tử Vi Việt Nam dành cho cuộc đời bạn. Và bạn thấy rằng là cuộc đời của bạn cũng rất thăng trầm. Rất thăng trầm. Bởi vì đại vận của bạn nó cũng không thuận. 24 trở ra thì Tử Vi, 34 trở ra là thiên cơ, nó kém hơn cả Tử Vi nữa. Đấy. 44 trở ra là thất sát hãm địa, nhưng may mà có thái tuế, vòng thái tuế nó đỡ. Đấy, cũng ổn. Nhưng cũng không được khoái phát lắm. 54 trở ra thì tốt. Đấy thì nó, cuộc đời của bạn nó thăng trầm. Nên là bạn phải biết cách để cải mệnh của mình. Và những cái tiết lộ của Tử Vi Việt Nam cho bạn hôm nay ấy, để cho bạn biết là cái xu hướng sau này của bạn thế nào thì bạn mới cải được mệnh. Thì các bạn nhớ rằng là muốn cải mệnh phải biết mệnh. Đầu tiên là phải biết cung nào xấu đã. Thì chúng ta sẽ có cách để hóa giải cung xấu. Và khi mà hóa giải được cung xấu rồi thì nó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó bằng phẳng. Đấy. Và cái mà chúng ta mong muốn là cuộc đời này là gì? Chúng ta phải có sức khỏe tốt. Đấy. Mọi thứ nó ổn định. Ổn định nhé. Chứ không cần phải bùng phát một cái gì đấy. Có thể nhiều tiền mà đau khổ những lĩnh vực khác thì còn cũng không sung sướng thế nào. Tốt nhất là giữ cho cuộc đời chúng ta ổn định. Nên chúng ta cần phải cải vận mệnh đấy. Cần phải hóa giải những cung xấu đi. Đấy, bạn đầu tiên là bạn hóa giải cung Điền Trạch đi trước đi nhá. Rồi vòng theo bạn ấy, có một vòng nam đi theo. Cần hóa giải cái đấy đi thì bạn đã được hai thứ. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là tinh thần của bạn rất ổn. Đấy, bắt đầu dần dần thì sau này sẽ hóa giải được bạn nhiều vấn đề hơn nữa.
đấy là những chia sẻ của Tử Vi Việt Nam chung cho tất cả các bạn, và rất mong đương số cải được mệnh của mình, rồi các bạn cũng nhìn vào cách xem tử vi để biết được cách xem cung nào là cung xấu, rồi cách hóa giải như thế nào. Thế thì về phần âm, các bạn muốn hóa giải được thì các bạn không có cách nào khác, chỉ có cách là mời họ lên để giao tiếp xem họ là ai, tại sao họ ở đấy và họ muốn điều gì để cho họ siêu thoát. Nếu làm được việc đấy rồi thì họ sẽ quay lại phù hộ cho mình, rồi mình sẽ không bị những cái bệnh do khí âm, do người âm không ưng ý tác động vào cho mình nữa. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý xem Tử Vi Việt Nam, và các bạn hãy đăng ký vào kênh Học Cải Mệnh này để được nhận các bài tiếp theo, để nhìn vào đấy để biết xem tử vi, rồi biết cách để cải mệnh cho mình và bạn bè, con cái, rồi gia đình của mình nữa. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn cải được mệnh của mình.